Dạ, Hiếu Phan Lóc mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2022, thì Hiếu tiếp tục cập nhật thông tin có những người liên quan đến câu chuyện của Thiền A Minh Bộ Trụ. Hai nhân vật trong nội dung này mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Thứ nhất là ông thầy 4.0, thứ hai là đệ tử của ông là luật sư, không ai khác chính là luật sư Trần Quốc Vũ, thưa quý vị khán giả. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. ạ. À. Thì nhắc đến hai nhân vật này thì chúng ta nghĩ ngay đến cái vụ án 331. Mà hai nhân vật này có công rất là lớn đã góp phần đưa 6 thành viên của Thiền An Bảo Trụ phải vướng vào vòng lô lý và nhận mức án 23 năm 6 tháng tù thật sự rất là đau đớn ở đây đúng không ạ? À? Thì trước tiên là nói về nhân vật Trần Quốc Vũ này thì từ ngày hôm qua đến hôm nay thì trên các mạng truyền thông thông tin như YouTube, Facebook hay là báo chí cũng có nói về anh chàng này. Sau khi mà Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc Vũ thì quý vị khán giả rất là vui mừng và để lại rất là nhiều bình luận. Có người còn cho rằng là từ trước đến giờ mới thấy có được một cái bài báo uh, viết rất là công tâm và có tâm ở đây nói về uh, một nhân vật ở bên phe đối lập của chúng ta thì uh, trước khi vào uh, cái bài viết của ông thượng tọa thích sân si không biết là ổng thấy đệ tử ổng bị treo bằng bị đình chỉ uh, hành nghề như vậy á thì ổng uh, cũng cảm thấy nhột với những cái hành vi những cái lỗi lầm của mình hay sao á cho nên là ổng cũng có đăng một cái uh, bài thơ một cái bài viết, một cái dòng xa xết ở trên trang Facebook cá nhân của ổng với cái tiêu đề là cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu. Đó, không biết là ổng có sợ hay không hay là những cái hành vi, những cái việc làm của ổng từ mấy năm nay rồi vu khống bịa đặt cho Thiền Anh Bảo Trụ là luận lon, giả sư và giả trẻ mù côi vân vân hay là ổng đã góp công lớn để mà đưa các thành viên của thiền anh bảo trụ phải vướng vào vòng lô lý đi tù như vậy á, thì ổng cảm thấy ăn năn hối, hối lỗi hối cải gì đó với những cái hành động của ổng hay không cho nên là hôm nay hiếu thấy là ổng viết cái bài này uh, chắc có lẽ là ổng cảm thấy là cái lỗi lầm của ổng lớn quá hay sao đó thưa vị khán giả cho nên là ổng muốn sám hối còn sám hối được hay không còn chờ thời gian À, mới chứng minh được là cái lời ông nói có đúng hay không thưa quý, chứ cái ông này từ trước đến giờ á cái hành động với cái lời nói nó hoàn toàn đối nghịch đi sai hết à, chứ không có đi chung với nhau, đi đôi với nhau thưa quý, nó hoàn toàn là trái ngược hết đó là như vậy. Thì trước tiên vào cái câu chuyện của luật sư Trần Quốc Vũ thì chúng ta nhớ đến cái vụ án 50 người. Thì đây cũng là một cái vụ án hình sự có tác động đến cái vấn đề là bạo lực ở đó thì chúng ta nghĩ ngay đến bà Châu Vĩnh Hóa. Chính bà ấy đã dùng miếng gạch men à, ném vào thầy Lê Thanh Nhị Nguyên gây thương tích 13%. Đó, thì à, trong cái sự việc này à, khi mà tòa án à, phúc thẩm diễn ra và cũng đã xét xử thì cái mức án dành cho bà này là 2 năm tù treo đó, và phạt hành chính. Chỉ xử bà này 2 năm tù treo và phạt hành chính thì làm cho dư luận không có hài lòng và rất là bức xúc. Thì à, hôm nay trở lại với cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói về cái ông luật sư này thì trước đây á, thì ông có nhận bào chữa cho bào chữa pháp lý cho thầy Lê Thanh Nhị Nguyên nhưng mà sau đó thì cái anh chàng này lại quay qua nhận bào chữa về mặt pháp lý cho bà Châu Vĩnh Quá thì ở đây chúng ta gọi là cái tư cách đạo đức nghề nghiệp của anh chàng này không có đó. đâu có thể nào mà làm như vậy được thưa vị khán giả trong khi đó thì chúng ta biết rằng À, trước đây á, thì ông này nhận là bào chữa cho thầy Lê Thành Dị Nguyên á, trong cái vụ án hình sự này nhưng mà cuối cùng thì lại là nhận bào chữa cho bà Châu Vĩnh Hóa thì bên phía đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xét thấy như vậy đạo đức nghề nghiệp như vậy á, là không có tốt không có đúng họ không có muốn để cho một con sâu làm gầu nồi canh ở đây cho nên là họ mới có một cái quyết định là đình chỉ uh, tư cách nghề nghiệp uh, đối với cái ông uh, Trần Quốc Dũ này cũng như là tước bằng, treo bằng 2 năm không cho hành nghề đó thưa vị. Thì trở lại với cái sự việc thì Hiếu xin chia sẻ một cái bài báo của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh .com.vn nó có nói như thế này. Tiêu đề là luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ tư cách các thành viên đối với luật sư Trần Quốc vũ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc vũ sinh năm 1983. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc Vũ, trưởng văn phòng luật sư Thịnh Quốc vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ án hình sự quyền lợi đối lập có nghĩa là anh nhận bào chữa cho người này trước rồi nhưng mà sau thì anh lại nhận bào chữa cho người khác cùng một vụ án như vậy là không có được thưa vị khán giả đó cụ thể là ông trần quốc vũ trước đó ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với ông lê thanh nhị nguyên là bị hại trong vụ án hình sự sau đó luật sư này lại ký hợp đồng với bà châu vĩnh hóa là bị cáo trong cùng một vụ án nói trên đó thì họ ghi rất là rõ ràng ở đây đúng không ạ? À? À, về hành vi này của luật sư Trần Quốc Vũ đã vi phạm điểm A khoảng 1 điều chính của luật của luật luật sư quy tắc 15.1 à, quy tắc 15.3.3 của bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019. Đó thì rõ ràng là ông này đã sai phạm vào những cái điều khoản cũng như là quy tắc à, của bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư của Việt Nam 2019 rất là rõ ràng cho nên là họ mới đình chỉ đối với ông này đó cho nên là cái sự việc nó hôm nay thì chúng ta cũng đã hiểu rất là rõ ràng về cái nhân cách tư cách đạo đức của một luật sư như thế này đúng không ạ à? nhưng mà sau khi á, mà bên phía đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh uh, có văn bản uh, ra quyết định để mà đình chỉ treo, treo bằng với anh này á thì anh ta nói là cái chuyện đó là cái chuyện không có quan trọng thưa quý vị tư cách nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp không có quan trọng bằng đạo đức làm người đó thì chúng ta thấy là có phải cái câu nói này nó so sánh rất là khập khiễng ở đây không quý vị khán giả đạo đức nghề nghiệp với đạo đức con người nó phải đi đôi song song với nhau tất cả nghề nghề nghiệp nào cũng cần có đạo đức và cái người mà điều khiển cái nghề nghiệp của mình á là đạo đức là phải vững vàng có đạo đức thì tất cả mọi cái nghề nghiệp nào cũng vậy hết đều thành công đều được trân trọng và quý mến ở đây đúng không quý vị đó thì đó là cái bài viết nói về cái ông à, luật sư trần quốc vũ và trở lại với người thầy của cái ông luật sư này à, thì không biết là ổng thấy đệ tử mình bị treo bằng cũng như là bị kỷ lực bị đình chỉ à, nghề nghiệp như vậy á thì đối với ổng có ăn năn hối lỗi gì không bởi vì ổng cũng là một trong những người có công rất là lớn như hiếu nói từ đầu á là đưa sáu thành viên của thiện anh bảo trụ phải vướng vào vòng, vòng lý và phải nhận bức án 23 năm 6 tháng tù và ở đó có một ông cụ đó là thầy ông nội gần đất xa trời rồi với cái tuổi đời hơn 90 nhưng mà phải nhận mức án cao nhất trong cái vụ án 331 là 5 năm tù làm cho dư luận cũng rất là bức xúc và khá là đau đớn ở đây thưa quý vị khán giả trước khi vào cái uh bài viết của ông thầy 4.0 sám hối này thì Hiếu cũng xin chia sẻ một vài cái bình luận sau khi mà luật sư Trần Quốc Vũ bị đình chỉ hay là bị treo bằng hành nghề của mình như vậy á thì khán giả để lại bình luận rất là nhiều góp ý ý kiến như thế này có một vị khán giả tên là Hiền Phạm gửi lời chúc mừng luật sư Vũ nhé ác giả ác báo thôi nhân quả không trừ một ai nhưng người ra à, tay hãm hại à, gia đình thiền am thì từ từ trước sau lần lượt bị trả giá trời cao có mắt thì chúng ta thấy là quả báo nhận tiền rất là rõ ràng rất là nhanh ở đây đúng không ạ à? và bài bình luận thứ hai cũng của một vị khán giả đến từ nước ngoài nói như thế này phải vậy chứ lâu rồi mới thấy một bài báo đưa ra một việc công bằng về pháp lý đúng là đoàn luật sư xét xử có khác với tòa án Long An Còn một bài viết khác của vị khán giả tên là Trang Lê nói như thế này Giấc mơ của luật sư trở thành hiện thực mới đã cái nư của những người yêu thương Thiền Am thật lòng thì tất cả những ai mà yêu thương thật yêu thương thiền am thật lòng từ bấy lâu nay á, thì vì khán giả đều mong chờ nghiệp quả đó đến với những người mà ở bên phe đối lập họ luôn lên mạng xã hội vu khống bịa đặt trà đạp nhân phẩm danh dự của thầy ông nội nói riêng và đại gia đình tiền anh nói chung ở đó thì có các bé thì chúng ta cũng rất mong là pháp luật hãy nhìn nhận và xem xét để mà xử lý đúng người đúng tội đúng theo quy định của pháp luật và cũng rất mong là luật trời sẽ không bỏ sót với bất cứ một thành phần tổ chức cá nhân nào mà làm ác đúng không ạ à? đó đó là những cái bài bình luận cũng như là những cái phần chia sẻ của vị khán giả đã để lại sau khi mà nghe cái bài báo của công an .com.vn nói về cái trường hợp của luật sư Trần Quốc Vũ và trở lại với người thầy của luật sư này không ai khác chính là ông thầy 4.0 thì luật sư Trần Quốc Vũ là uh, chịu trách nhiệm phụ trách uh, về mặt pháp lý cho cái ông thầy 4.0 này. Thì uh, qua cái phần mà đệ tử của mình á bị uh, kỷ luật bị khiển trách, bị đình chỉ như vậy á, thì ông có một cái bài viết như sau. Uh, ông có cái tiêu đề nói như thế này cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu đây có lẽ là bài thơ bài thơ bài thơ này lục thất bát luôn thưa vị khán giả thì hiếu cũng xin đọc cái bài thơ này cho vị nghe để xem là uh, ông viết như thế nào và ông có sám hối lỗi lầm của mình hay không mà từ bấy lâu nay ông có những cái hành vi hành động đó ông nói như thế này cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu con nương tựa mười phương chư Phật pháp cao siêu tệ giác tịnh thanh tăng đòn chứng quả thánh nhân từ bi cứu độ chúng sanh thoát nàng đã bao kiếp bỏ quên chân tánh lụy cõi mê nhiễm đắm tham sanh bập bền sinh tử bao lần chạy theo thanh sắc vướng chân bụi trần mười chói buộc làm nhân hữu lậu sáu giác quan gây tạo tội khiên sông sầu bể khổ đắm chìm vướng vòng nhân ngã bỏ quên đạo hành bao kiếp sống lằn nhằn dây nghiệp rồi kiếp này quan trái dùng dằn ngưỡng cầu tam bảo xót thương cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu đó đó là cái bài viết của ông đó thưa vị khán giả thì qua cái bài viết này ông còn kêu gọi mọi người á, là đúng 18 giờ 40 phút ngày 14 tháng 11 nhâm dần à, tức là ngày à... À, 7 tháng 12 năm 2022 tức là ngày hôm nay nè là tối nay nè 18 giờ 40 á, đến chùa của ổng là chùa Giác Ngộ ở 92 Nguyễn Chí Thanh à, phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh á, để mà cùng làm lễ sám hối với ổng thưa vị nói thì Phật tử nào á, mà ngưỡng mộ thầy á, mà có những cái lỗi lầm gì đó thì đến chùa của thầy thầy sẽ sám hối cho và ở đó thì thầy cũng tự sám hối cho thầy luôn thì ở đây á cái uh, trong cái bài thơ ổng nói là bấy lâu á thì ổng tham sân si vướng bụi trần uh, tạo nghiệp như thế này thế nọ tùm lum hết. Rồi nào là không lo tu tập rồi đắm chìm trong bể khổ vân vân. Nó rồi ở đây là ổng bỏ quên cái đạo lành của ổng, vướng vòng nhân ngã, bỏ quên đạo lành thưa vị. Thì hôm nay thì ổng cảm thấy là những cái sự việc đó từ bấy lâu nay á nó đi quá xa quá đà rồi, cảm thấy là ổng uh, Uh, nghiệp nặng lắm hay sao rồi đó thưa vị cho nên là ông mới có cái bài viết là cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu thì chúng ta chỉ mong rằng uh, nếu mà ông muốn sám hối lỗi lầm của ông á uh, thì ông làm một cái đơn bãi nại và minh quan cho thiền am minh bảo trụ là vô tội và họ được trả tự do về nhà đi là cái công đức vô lượng của ông ấy sẽ trở lại và được mọi người yêu thương thôi đúng không vị khán giả đó là một cái điều mà ông ấy sám uh, hối là đúng với cái lời nói của ông ấy nhất lời nói đi đôi với việc làm là nói là như vậy đó thưa vị khán giả chứ còn nói không á, thì ai nói mà chẳng được đúng không ạ à? còn cái việc mà ông góp công mà đưa các thành viên của thiền anh bộ trụ vào vòng quản lý như vậy á đó là cái nghiệp khá là nặng rồi cho nên là ông cần phải có một hành động ngay và luôn là làm đơn là cứu sáu thành viên của thiền anh bộ trụ đó làm đơn bãi nại không có thưa kiện kiện tụng gì hết nữa rút đơn gì hết đó kêu Phật tử của ông ký tên vô vậy 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 đó thiền am vô tội vân vân. Đó và các thầy cô thiền am trò sẽ được minh quang và trở về nhà thì cái công đức của ông này sẽ được mọi người ghi nhận và tất nhiên là ông không cần là phải sám hối gì nữa hết. Thì ông cũng sẽ được Phật trời thương và phù hộ cho ông thôi bởi vì những cái việc làm đúng đúng không ạ? À? Đó cũng là nội dung trong video ngày hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết về hai thầy trò của ông thầy 4.0. Một ông thì bị treo bằng đình chỉ tư cách thành viên bên đối với luật sư Trần Quốc Vũ và thứ hai là nói về ông thầy 4.0 sám hối, xám hối lỗi lầm của ông bấy lâu nay thưa vị khán giả thì vì nhận định như thế nào về cái bài viết của ông thầy 4.0 cũng như là cái sự việc của luật sư Trần Quốc Vũ thì có mong quý khán giả khi nghe Hiếu chia sẻ quý vị để lại bình luận góp ý trong cái câu chuyện này và bấm một like tặng cho Hiếu cũng như là một đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và Hiếu sẽ quay trở lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết trong video tiếp theo bây giờ thì video cũng khá dài rồi, chứ hiếu xin được tạm dừng ở đây. Xin mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình thành phúc. Còn bây giờ hiếu xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo nhé.